còn lâu mới chết thầy nhỉ. Mình ăn đi. Đàn ông ăn gà, còn đàn bà ăn cơm. Cái món ngọc quần kim ngân hôm nay giòn quá thầy ạ. Chuyện nhà hôm nay có con dâu nó phải khác. Ăn đi con. À, mày thử cái món rồng xanh uốn lượn quanh biển thế nào. Đúng là song long cuốn cổn. Ăn thế này sang mồm quá. Bẩm, mày vào xem cái món bạch tuyết tắm sông chín chưa? Mang ra đây cho cháu dâu tao nó thưởng thức. Cả nhà nhường cho mình đấy. Ăn đi. Con thấy không, nhà ta lúc nào ăn cũng như vua chúa ấy chứ. Cơm thường nhà mình còn hơn dỗ bố nhà người ta. Ăn đi, ăn đi. Mình ăn đi. Mình ăn ngọc quần kim ngân đi. Giòn lắm. Ê, mày làm cái gì thế? Rót vừa vừa thôi, cứ như là bỏ đái. Mời thầy. Dạ, con mời ông, con mời thầy xơi món hậu duệ mặt rời cho thơm miệng ạ. Con này được, mới về nhà Bờm mà đã học được lề thói của nhà Bờm. Đúng là gần mực à, vẫn ràng. Không biết là nó đã lấy được điểm chỉ chưa. Thôi chết, phải nhắc nó hượm đã. Phải đợi nhà nó mất cảnh giác rồi hãng làm cũng chưa muộn. Mà thôi chết, không biết cái thư mình viết đâu rồi nhỉ. Tơ ơi, mở cửa cho Bờm. Tơ ơi. Ai đây? Con biết rồi, thầy không phải nhắc. Tai biến mạch máu não là mối hiểm họa đe dọa sức khỏe người cao tuổi. Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị sau tai biến mạch máu não? Hãy sử dụng Boni Oxy 1. Boni Oxy 1 giúp làm tan cục máu đông, giảm cholesterol máu, chống đông máu, giảm hình thành huyết khối, ngăn ngừa tai biến mạch máu não. Boni Oxy 1 giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi cả trí nhớ lẫn vận động. Boni Oxy 1, sản phẩm của Canada. Làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ? Boni Happy kích thích tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng, không chỉ hỗ trợ điều trị tận gốc bệnh mất ngủ mãn tính mà còn giúp bạn cải thiện và phục hồi sức khỏe. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Hả? Hả? Oh.
vệ hơn 6 năm đấy. Sơn Viglacera, mỹ phẩm của cuộc sống, sản phẩm của hãng Sơn Đông Á. BTE, giải pháp karaoke chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với kho nhạc khủng của các ca sĩ trong và ngoài nước, hệ thống đại lý phân phối phủ rộng trên toàn quốc. Thông tin chi tiết liên hệ 1900 636081, website bte.vn. Cháu dâu dậy rồi đấy à? Dạ. Bờm ơi, dạ. Mang cơm lên đi cháu. Vâng ạ. Bạch hạc về trời. Hôm qua có con chim bồ câu nó xà xuống sân nhà mình, bờm chụp được, thế là con nồi cháu ngon. Con này nó mắn thật, đúng là nòi nhà bờm ta. Thôi, con ăn thay nó cũng được, ăn đi cho khỏe. Ăn sầm mãi cũng chán, thèm thịt quá. Mai phải về bên nhà thầy mới được. Đằng ấy ơi. Thế tối nay bờm đã được vào ngủ chưa? Giải được câu đố thì tôi cho vào. Con gì bát cẳng nhị càng? Con gì bát cẳng nhị càng? Thôi, bờm lại ra đống rơm ngủ vậy. Ngốc thế chứ lị. Hỏi câu dễ nhất mà cũng không trả lời được. Thế thì cho ngủ ở ngoài. Gắt gằn thế. Thưa thầy ạ. Mình ăn đi. Bờm là đàn ông, bờm chịu khổ được. Bờm sẽ không để mình phải vất vả đâu. Khổ thân con bé, tiểu thư con nhà giàu, mới về nhà chồng mà đã phải ăn cả khoai khô, nhường khoai tươi cho nhà chồng ăn. Thầy, củ này bị hà, đắng quá. Mình lấy cái đấy ở đâu ra đấy? Thì tối qua, bờm thấy mình ăn, bờm thương quá, bờm trộm ra cho cả nhà cùng ăn, nhường cho mình cái này đấy. Giời ơi, đấy không phải là khoai khô đâu. Thế củ này là củ gì? Đây là củ dền. Củ dền à? Đấy, phúc tổ cho nhà bẩm ta, lấy được cô con dâu phải ăn củ dền khô để nhường cơm cho nhà chồng. Bẩm, cháu phải nghe lời vợ cháu nhá. Cháu lấy được cô vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết, phúc cho nhà này đấy. Sao thế? Nó lại bắt nạt con à? Hả? Thôi đi vào nhà, nói cho thầy nghe.
Nào, rồi ôi, con gái rượu của thầy, ngồi xuống đây nào. Thôi, lau nước mắt đi nào. Này, dáng chịu đựng một tí nữa thôi, để thầy tính cách. Ngày nào cũng phải chịu đựng tên ngốc kia, ăn không được ăn, ngủ cũng không được ngủ. Ồ, thế thầy có đưa cho con gói sâm đi thôi. Bên kia bày giá nét rồi. Hả? Mà còn không biết đấy là nhân sâm cơ. Ôi giời ơi. Mà con chim câu đưa tin, bên đấy em đi nấu cháo rồi. Hả? Chả trách thầy đợi mãi mà không thấy hồi âm. Này, thế sao không ngủ được? Nó có làm gì con không? Không, tại con lấy chồng mà không được ngủ với chồng. Khó chịu lắm. Thôi, chịu khó tí nhá, rồi thầy sẽ đón con về. Thầy sẽ đưa thẳng con lên kinh thành. Lần này con cứ về đi, thầy sẽ sang, thầy sẽ chuốc rượu cho cả nhà nó say hết. Làm một lần là xong. Nghe thầy về đi nhá. Này, thầy cho ít tiền, thèm gì ra chợ ăn một mình nhá. Vâng. Tôi về nhanh. Con về. Này, Bơm, mày có làm gì nó không để nó sợ? Con có làm gì đâu, nặng một cái đã thấy cô Hối biến mất rồi. Nó là người chứ phải là ma đâu mà biến. Này. Bơm ơi, lại để giúp ông với, nặng quá không bê được. Tơ này. Không có. Tìm cho kỹ vào cháu ạ. Thôi, mày ra đằng sau, ông ra đằng trước. Trời. Hả? Úi giời. Chúng mày ơi, ông tìm thấy rồi. Mình đi đâu mà giờ này mới về? Để cả nhà Bơm tìm mãi. Trời ơi, sao mà tôi đau thế này? Sao thế nhỉ? Hay là nó bị đau bụng à? Thôi kệ nó, nhiều khi nó sướng quá nó khóc ấy mà. Sướng quá khóc. Thôi, đành vì thầy chịu khổ ít ngày. Ngày nào mình cũng trốn ra chợ ăn cho no cái bụng rồi về vậy. Dạ. Ngon đấy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạo này là tay nghề tiến bộ. Dạ. Đi nhá. Dạ. Thầy, thầy chủ nhà con xin tiền. Hả? Dạ, cả ba lần trước nữa à. Thế mà không nói ngay. Tưởng gì? Tôi chắc. Sáng đi vội quá. Thế nào lại quên béo túi tiền ở nhà? Này, để lần sau làm một thẻ, cứ gộp tất cả vào đấy. Ấy, quán nhà cháu là buôn bán nhỏ, vất mũi bỏ mồm. Thầy mà không giả cho nhà cháu thì nhà cháu lấy đâu ra tiền ra mà lấy hàng? Kệ thầy đấy, hôm nay là nhất định là thầy phải giả hết tiền cho nhà cháu. Nào tiền. Người mà lúc nào có chữ tiền trong đầu này, nó hèn lắm. Người nào mà có chữ không bao giờ nhắc đến chữ tiền đâu. Ông hiểu chưa? Tôi sẽ viết tặng bác mấy chữ gán nợ. Bác về bác treo ở nhà, đảm bảo sang luôn nhá. Thôi được ạ. Nhà cháu tuy dân buôn bán nhưng cũng trọng cái chữ. Cháu cũng muốn cho thằng muộn nhà cháu nó biết được cái chữ, đổi được cái nghề. Chứ cái nghề này gặp phải ba thằng quỵt nợ thì có mà ăn chết đói. Này, hết nợ nhá. Ôi, đẹp quá, sang quá. Nhưng mà nó là cái chữ gì hả thầy? Tôi tặng bác đôi câu đối. Tứ thời bát tiết canh đo đỏ,
ngạn liễu đôi bồ dục điểm trác. Ôi trời, tưởng thầy cho chữ gì học hành chứ. Nhà bác bán cháu lòng tiết canh đúng không? Đúng. Bát tiết canh đỏ nghĩa là biểu hiện của sự trung thủy nhá. Còn ngàn liễu đôi bồ dục điểm trang có nghĩa là mình ăn hành sống với cả bồ dục trần, sức khỏe sẽ rất tốt. Ấy, vừa có sức khỏe vừa có hạnh phúc, đúng không các bác nhỉ? Đúng rồi. Thế là xí xóa hết. Kể ra Bờm hơi ngốc, nhưng đối với mình cũng tốt. Phải dạy cho Ngữ ấy ít chữ để sau này còn kiếm cơm, chứ cứ ngốc như thế kia con mà chết đói. Cái mông này mẩy và mềm, mông này mới mắn. Phe này đẻ thằng Bờm con thông minh hơn người. Mình ơi là mình. Ai? Này, đêm hôm anh chọc cái gì trong này đấy? Trong người cứ lom kha lom khom. Giấu cái gì trong bụng à? Đâu có. Mà người Bầm nó cứ như thế nào ấy, từ khi ăn cái củ rền khô của mình ấy. Nó như thế nào? Nói tôi nghe. Người ngậm nó bứt rứt, suốt đêm không ngủ được. Chỉ muốn... muốn... đằng ấy về đây cả tháng rồi mà Bờm vẫn chưa được ngủ và học tí nào cả. Đâu có mỗi cái câu con gì bắt cẳng nhị càng thôi cũng không trả nhời được, còn đòi ngủ cái gì. Thế mà hôm thi giả cái vẻ tài giỏi khó lắm. Thế ai mà đoán được, toàn những con nhị cẳng với tứ cẳng chứ lấy đâu ra bát cẳng. Bầm đoán ra rồi. Đoán đi. Có phải nhị con úp vào nhị con thì nó ra bát cẳng đúng không? Ôi giời ơi, cái đầu anh nghĩ gì đấy, toàn nghĩ bậy thôi. Hay là đằng ấy đố lại đi. Thôi được rồi, từ mai tôi sẽ dạy cho anh ít chữ, biết được chữ rồi thì mới được ngủ, nghe chưa? Ô kìa mình, cả đêm qua Bầm không ngủ được, chờ trời sáng để mình dạy chữ, giờ mình dạy Bầm chữ đi. Thôi được rồi, thế đã biết đến nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập chưa? Chưa. Nhìn cho kỹ nhá. Nhất. Nhất. Nhị. Nhị. Tam. Tam. Một gạch là nhất. Một gạch là nhất. Hai gạch là nhị. Hai gạch là nhị. Ba gạch là tam. Ba gạch là tam. Nhất. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Quá dễ. Thế thì chữ tứ là như thế này à? Chữ ngũ là thế này à? Chữ cửu, chữ thập. Bầm vẽ cả cái sân này nhá, là giá bao nhiêu chữ? Vạn. Thằng này đúng là rốt đặc cắn mai. Chữ tứ nó phải như thế này này. Còn đây là chữ ngũ nó phải thế này, hiểu chưa? Chỉ được cái nhanh ngầu đoảng giống như ông mày ngày xưa. Ông ơi, thế ông dạy cho Bầm chữ lục, chữ bát, chữ thập đi. Thì chữ lục, chữ thất, chữ bát thì nó thế này. Thế có đúng không hả mình? Chữ lục, thất, bát viết khác cơ. Ngày xưa
ông mới chỉ được học đến chữ ngũ. Ấy thế mà ông đã đi làm thầy được rồi đấy nhá. Thế cháu học gần ấy thôi. Mình dạy lại cho Bờm nhá. Con hơn cha là nhà có phúc. Mày phải học hơn ông ít nhất là một chữ thôi. Hiểu chưa? Ông trông chờ cả vào mày đấy. Thế mình dạy luôn cho Bờm chữ lục nhá. Không cho chơi. Đây, anh cho mày em chơi. Tránh ra đi. Không cho chơi. Ấy, đừng. Bờm nhá. Bờm mới được học chữ cả một bụng chữ cơ. Mai này nhá. Bờm sẽ làm thầy đồ. Thầy đồ dạy học. Đâu? Thầy đồ dạy học. Chữ đâu? Thầy đồ dạy học. Chữ đâu nhỉ? Đây này. Cả một bụng chữ. Bờm, vừa đây đã đi đâu rồi? Vợ Bờm gọi Bờm đấy. Thôi, Bờm phải về đây nhá. Mình cho gọi Bờm à. Đứng cho thẳng thắn lên. Ngồi xuống đây. Hôm nay tôi sẽ dạy cho mình cách tính. Đây là bàn tính. Đây là các hạt. Còn đây là các trục. Bờm biết rồi. Trước Bờm toàn gỡ cái này ra để ném nhau. Đau phết đấy. Bờm ơi là Bờm. Người ta đang dạy cách tính. Sau này đi ra đường buôn bán còn biết đường tính chứ. Bờm không cần tính. Chờ người ta tính tiền xong rồi Bờm trả tiền. Như thế cho nó đỡ mệt đầu. Mà Bờm bảo này, làm cái gì mà cũng phải tính toán như thế thì mệt lắm. Thế giận à? Thế lại giận Bờm à? Thế thôi, Bờm học vậy. Nhưng đầu óc Bờm không nhớ được nhiều đâu. Dạy từ từ thôi nhá. Tôi bảo này, ra ngoài người ta khôn danh lắm. Cẩn thận, không là bị lừa hết đấy. Sau này nếu ai có muốn mua bán đổi chác cái gì thì nhớ là phải đổi với số lượng ngang bằng hoặc nhiều hơn thì mới đổi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Hậu dạ. Lên ông bảo. Dạ. Dạ. Ông cho gọi con ạ. Này, mày nghĩ đi, tao sang nhà thằng Bờm có hợp nhẽ không? Úi giời, ông thương con bất kể gì nội ngoại. Mình sang, người ta càng trọng ông ấy chứ. Thôi được. Vậy ngày mai chuẩn bị theo ông sang thăm tiểu thư nhé. Dạ. Vui quá quá. Dạ. Chả mấy khi được ông thông gia đến chơi. Dạ. Mời ông vào nhà. Vâng. Sao thầy mang nhiều đồ thế? Mang thế mới bảo được bọn này. Bọn nó ăn rồi thì ta nói gì nó cũng nghe. Mà này, nhân dịp này ta chuốc cho cả nhà nó say, rồi lấy điểm chỉ cả nhà nó. Thế là xong. Nhưng mà thằng Bờm không biết uống rượu. Thôi được, tìm cách tống khứ nó ra khỏi nhà. Làm gì mà không nghe. Thôi vào. Dạ. Mấy khi sang thăm gia đình nhà thông gia. Hôm nay tôi mượn chén rượu này để đưa cay, coi như là xóa hết mọi hận thù giữa hai gia đình nhà chúng ta. Mời bác. Mời ông. Thằng chăn bò bên nhà hôm nay nó ốm. Thầy nhờ Bờm đi chăn hộ đàn bò kẻo nó đói. Chưa không phải về đâu. Tôi... Tớ nắm cho đằng ấy nắm xôi rồi này. Tôi đi mình nhá. Con mời ông ạ. Rót cho thầy con đi.
Con mời thầy. Con mời thầy ạ. Nào mời ông. Anh này, thầy cũng phải uống, không chúng nó nghi ngờ. Anh đi. Nhớ, chúng say rồi thì làm gì biết chứ. Vâng, con chuẩn bị sẵn hết rồi ạ. Mời, mời, mời. Nào, ông thấy món đặc sản của nhà tôi thế nào? Ngon, ngon. Nhưng mà không bằng mấy cái món cao lương mỹ vị nhà tôi nhé. Bố Bơm, xuống bếp đem cái nồi canh đầu chuột đuôi voi lên để ông thông gia thưởng thức. Con nghĩ ta không muốn bán đất hả? Tuổi trẻ, ta cũng lắm mộng lắm. Ta cũng đã từng khăn gói lên kinh thành đi thi, nhưng rồi lại về tay không. Ta đã nhiều lần trộm văn tự bán đất đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu, nhưng lần nào cũng được vợ chuộc về. Đến khi bà ấy không chịu được bỏ đi, ta mới tỉnh ngộ. Ta đã chặt ngón tay này để tu tỉnh. Không còn tay, nghĩa là không còn điểm chỉ để bán đất được nữa. Mong sao giữ được mảnh đất của ông cha. Nhiều lúc túng quá, ta cũng tính bán mảnh đất đi, nhưng cụt mất ngón tay rồi thì còn đâu mà điểm chỉ. Này con, chuyện này chỉ có con và ta biết thôi đấy nhá. Trước sau ta vẫn coi con là con cháu nhà này. Chị ơi, anh Bơm đang khóc ở ngoài ruộng kia kìa. Ông ơi, con ra đồng xem sao ạ. Này, sao lại khóc? Muộn rồi, sao không dắt Châu về đi? Bơm không về đâu. Bơm về phụ ông đánh chết. Sao mà đánh? Mình có làm gì đâu mà phụ ông đánh. Nãy phụ ông đưa cho thất con Châu, mà bây giờ chỉ có Lục con là sao? Đi đâu mất nhất con rồi? Lục vẫn thất con Châu đấy thôi. Đâu, nhất này, nhị này, tam này, tứ này, ngũ này, Lục này, thất. Thất đâu mà thất. Thế mình không tính cái con mà mình đang cưỡi à? Con nào? Con này. Con này sao giống Châu thế nhỉ? Tìm được Châu rồi. Trời ơi, Bơm ơi là Bơm. Ông dậy rồi đấy ạ. Đau đầu quá. Này, tao đang ở đâu thế này? Ui khiếp, ông say ngủ nửa ngày. Thế à? Con phải cõng ông về đây mà ông chẳng biết gì hết. Ui giời ơi, không biết đã lấy được điểm chỉ chưa nhỉ? Lấy cái gì ạ? Việc quan trọng đâu đến lượt mày. Để Bơm dội nước cho. Ngày hôm nay mình vất vả rồi. Tối nay cho Bơm vào ngủ nhé.
đằng nào Bẩm cũng học được mấy chữ rồi. Ngủ ngoài này ngủ muỗi lắm. Giải được câu đố của tôi thì tôi cho vào. Con gì? Con gì bắt cẳng nhị càn? Con nhện nhiều chân. Nhện ở đâu? Sợ quá, sợ quá. Bầm lọc tóc cho tơ nhá. Thích nhỉ? Mùi rơm thơm thật. Thơm quá. Tơ này, tối nay cho Bầm ngủ cùng với nhá. Ừ, không cho. Không được. Thế à? Bầm không được. Bầm biết mấy chữ rồi. Bầm biết đếm rồi. Thầy ơi, thầy. Bầm biết chữ rồi. Thôi, xong rồi. Ô, đây. Bên tiểu đường của bác nặng hơn em. Phép lạ nào khiến bác thay đổi nhanh như vậy ạ? Vì tôi dùng cái này. Em cũng dùng Boni Diabet. Boni Diabet giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Boni Diabet không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Chúc các con hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đừng lo, đã có Boni Hair rồi. Boni Hair giúp khôi phục màu tóc tự nhiên, ngăn chặn và đảo ngược quá trình bạc tóc, chống rụng tóc. Có Boni Hair không lo bạc tóc. Là một trung tâm thẩm mỹ công nghệ cao, đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng, Thẩm mỹ viện Thiên Hà đã chứng minh được sự chuyên nghiệp của mình qua các dịch vụ như trị nám, xóa nhăn, tăm trắng, triệt lông, giảm béo, trị mụn với dàn máy móc hiện đại, cam kết đồng hành cùng chị em trong quá trình làm đẹp, giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống. Thiên Hà, vì vẻ đẹp phụ nữ Việt. Hotline 094-827-9393. Hậu duệ, thứ nhì là tiền tệ, thứ ba là quan hệ, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là nhiều đệ. Ai cho chúng mày làm cái trò này? Muốn nhặt rác cũng phải xin phép nha. Đau cái con mắt bên phải là mình phải lè lưỡi ra liếm sang bên trái. Lè ra liếm sao nào? Thằng con trai của con thì bị gãy chân trái, thế mà thầy lại chỉ bó lá chân phải. Đây là con bị người ta gạt tay trúng má. Cũng may là nó dơ chân đá nhưng mà không trúng. Muốn làm việc tốt cũng phải xin phép. Cái đồ tham lam nha. Tôi hỏi ông, chọn cá hay chọn sắt? Cá là do cảm mà chết. Bây giờ đường từ Dạ Dày ra nghĩa địa gần lắm ông ạ. Đời thật bất công khi công lông chẳng còn. Chúc mừng ông về đội khỏe. Ông chỉ còn cách chôn vào cái váy đùm của một đàn bà. Mình à, mình dậy lúc nào mà tôi không biết. Để Bầm đỡ cho. Mình ăn đi. Ngon. Ngon. Cái món chân cẩu thui rơm này anh Bẩm làm khéo thế. Để Bẩm, từ giờ Bẩm sẽ giúp mình rửa bát. Chúng mình làm gì cũng có nhau. Thề đi, đừng có mấy hôm nữa lại trốn đi đấy. Bẩm thề. Thank you.
tôi đi mình nhá. Con về rồi đấy à? Có mang điểm chỉ về cho thầy không? Vào nhà, vào nhà. Đi. Xong rồi. Ngồi xuống đây. Này con, đưa cho thầy cái điểm chỉ. Đưa đây, đưa đây. Hay cái con này, sao mặt này cứ đần như là đưa đám thế hả? Này, số của con ấy là vợ của vua, còn số thầy là nhạc phụ của vua, hiểu chưa? À? Không việc gì phải buồn, phải tiếc cả. Đưa cho thầy. Sao không nói gì? Hả? Mày đưa cho thầy xem cái điểm chỉ nhà nó sao mặt ngang mũi dọc nó thế nào? Con đang làm thì bị lộ rồi ạ. Cái gì? Thế nó có làm gì con không? Không, họ không đánh, cũng không mắng. Nhưng mình chẳng còn cơ hội nữa đâu. Điên thật. Tao tốn không biết bao nhiêu là tiền của, còn phải vác cái mặt dày này gả con gái tao cho cái nhà khố rách áo ôm, không có một tí muốn đăng hộ đối nào cả. Ơ kìa, thầy đừng có mắng nữa. Nhà họ tuy nghèo nhưng mà tốt. Này, trước đây chê vẹo cả mồm, sao bây giờ lại khen? Bực cả mình. Thôi, để thầy tính xem thầy có chạy cho con lên kinh thành được hay không. Con không đi nữa đâu. Sao lúc nào cũng đòi làm vợ vua, sao bây giờ lại không đi nữa? Lúc đấy là con chưa lấy chồng, bây giờ con lấy chồng rồi, người ta mà biết á thì cầu đầu chảm. Im mồm. Mày tuy rằng đã có chồng nhưng mà đang ngủ với nó đâu, không còn nguyên mà. Kinh thành thì xa tí thì ai mà biết. Con không cần nữa, giờ con ở nhà với thầy thôi. Mày tìm cái gì đấy? Thầy ơi, thầy có thấy vợ con đâu không? À? Gớm cái thằng này. Ông mày có đi cả ngày, mày chả thèm hỏi. Vợ mày vừa mới khuất dạng một tí, mày đã làm óm tỏi lên. Nhưng con tìm khắp nơi rồi mà không thấy vợ con đâu cả. Tại hôm trước vợ nó sổng chuồng một bữa, cho nên bây giờ cháu nó lo là phải. Tôi với bố anh vừa bàn, lúc nào rỗi cười nới cái trái nhà cho nó rộng rãi ra. Chứ cái buồng bé tí thế này, anh chị cứ chơi cái trò mèo vờn chuột, chúng tôi cũng không đạt. Thôi kệ ông với thầy, con đi tìm vợ con đã. Đúng, phải tìm đã. Mày một đằng, tao một đằng, chia nhau ra mà tìm. Ông không phải tìm, chị có chân đi, tự khắc có chân về. Bẩm sang nhà phụ ông. Hả? Để lúc nữa, giờ này người ta đang ngủ. Ngủ cái gì? Bẩm có đang ngủ đâu. Bẩm đi đã. Thằng này, mày đi đâu ấy? Dạ,
con sang đây hỏi thầy xem vợ con có về đây không ạ. Không, mình về đi. Vợ ấy không lo giữ thì tôi biết đâu. Thầy ơi, Mình ơi, mình về bên này, sao không nói với tôi một câu để tôi lo không ngủ được. Này, nó không về bên ấy nữa đâu. À, sao lại thế? Kìa Minh. Cái gì? Anh không biết à? Ta gả con gái cho anh là có ý cả. Đũa mốc mà lại còn đời tròi mâm son nè. Phí tiền, phí bạc, phí cả thời gian của cái nhà này. Mình ơi, mình về với Bơm đi. Anh về đi, tôi không về đâu. Đừng đến tìm tôi nữa. Hầu. Dạ. Lôi cổ nó ra khỏi nhà cho ông. Tôi không về đâu. Bơm, đi về, đi về. Bơm nha. Này, tôi nói cho mày biết nhé. Con nhà ông là con vàng, con bạc. Đúng, không đến nỗi nhà mày. Đúng. Làm ông mất công mất việc quá. Cút. Không, tôi không về đâu. Tôi không về đâu. Không có tơ, tôi không về đâu. Mình ơi, Bơm không về. Tôi không về đâu. Không về. Về bên đây thì có gì mà hay? Toàn ăn khoai với sắn mà cứ khen nhau, tâng bốc nhau. Đúng rồi. Có giỏi thì Bơm đi giành lấy Trạng Nguyên đi. Không có cờ hoa vọng lộc thì tôi không về đâu. Đấy, mày nghe thấy chưa? Không có cờ hoa vọng lộc đến rước nhá thì đừng hòng lấy tiểu thư nhà này. Về đi, đi về. Có giỏi thì Bơm đi thi lấy Trạng Nguyên đi. Không có cờ hoa vọng lộc thì tôi không về đâu. Không về đâu. Có cái gì mà xỉa lắm thế? Sợ khoai à? Vâng. Này, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Thế đã tìm được chưa? Tìm được rồi, nhưng mà tôi không về. Tớ bảo là khi nào thi đỗ Trạng Nguyên thì tôi mới về. Thôi con ạ, nòi nhà mình nó thế. Họ không chịu được, họ mới bỏ đi. Mình không giữ được đâu. Nhưng Bơm nhớ tớ, Bơm không để mất tớ đâu. Bơm sẽ đi thi Trạng. Hả? Mày có biết gì đâu mà đi thi hả con? Nhưng Bơm biết chữ nhá. Bẩm biết nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Bẩm còn biết tính nữa. Bẩm sẽ lên kinh đi thi. Con ơi, đời ông mày, đời bố mày trước đây cũng muốn thi thố để được vinh quy bái tổ về làng. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước. Thôi con ạ, chịu khó học, sang năm thi cũng chưa muộn. Này, cái thời buổi bây giờ mật ít rồi nhiều, khó lắm con ạ. Nói nhà Bơm ta có ý chí thật. Cụ tổ bắt đời nhà ta vốn là một Trạng Nguyên đấy chứ. Nhưng sau đó cứ lụi dần, lụi dần. Đến đời ông này cũng mong phục dựng lại phú quý của dòng họ. Hồi đó ta mới học được ngũ chữ. Kể chi mà ông học được thất chữ, lục chữ thì đỗ ngay. Bây giờ anh học được thập chữ rồi, ông nghĩ thế là được. Được rồi, nếu anh đã quyết, tôi đồng ý. Nhưng lấy đâu ra tiền mà làm lộ phí? Bơm có sức khỏe, Bơm có đôi bàn tay, Bơm vừa đi vừa làm thuê, kiểu gì cũng lên được đến kinh thành ạ. Anh Bơm. Dạ. Dạ, lấy cái thang vào đây cho tôi. Nhưng mà thi Trạng thì liên quan gì đến thang à? Thì cứ ra lấy vào đây. Ông. Ông định chơi chữ phải? Bắt thang lên hỏi ông rồi. Lạ gì? Rồi thì khác biết. Về chỗ.
Úi giời. Làm gì hả ông? Ê. Ông bê ghế cho con. Bên này. Không phải việc của anh. Anh à. Chỉ cần nghe anh quyết chí như vậy là ông mừng lắm rồi. Cái này ông tích cóp cả đời, tính đến khi có việc gì quan trọng mới đem ra dùng. Giờ thì còn gì quan trọng hơn nữa? Bơm nhà ta đi thi trạng là quan trọng nhất. Đây con cầm lấy, khỏi phải lo gì về lộ phí nữa nhá. Con cảm ơn ông. Ok ông. Thế tại sao ngày xưa ông không hùn cho con thi? Mày thì thi cử cái gì? Nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Ông mày đây này, ngần này chữ có chuẩn. Tứ chữ. Thằng thầy nhà mày. Mà này, tao hùn cho con mày đi thi thì cũng như hùn cho mày, chứ có gì mà phải ganh tị hả? Ôi nhảy. Hùn cho Bơm. Là hùn cho Bơm. Này Bơm. Dạ. Nghe ông dặn này, lên kinh thành đi thi phải cố giật cho ông cái giải trạng nguyên nhá, để làm rạng rỡ dòng họ nhà Bờm cháu ạ. À.